Công dụng và cách dùng của bột diệp lục Unicity. Bột diệp lục Unicity là một sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, trong đó cỏ linh lăng là loài thực vật giàu dinh dưỡng, rất tốt cho hệ tiêu hóa, hệ tim mạch, giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ ngăn ngừa và làm chậm quá trình lão hóa, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Công dụng của bột diệp lục như sau: hỗ trợ thanh lọc máu, tăng sinh sản hồng cầu trong máu, giúp phòng chống bệnh thiếu máu, hỗ trợ quá trình thanh lọc cơ thể, thải độc cho gan, thận và ruột, hỗ trợ tăng cường những chức năng của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa chứng táo bón, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng của cơ thể, giảm lão hóa, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh ung thư, giúp giải bia rượu nhanh chóng, giúp giảm đau bụng kinh để chị em phụ nữ trải qua những ngày hành kinh nhẹ nhàng, giúp phòng chống các bệnh viêm nhiễm, giúp vết thương làm lành nhanh chóng. Dùng bột diệp lục để pha nước uống mỗi ngày để giúp các thành viên trong gia đình luôn khỏe mạnh, tăng cường đề kháng, hỗ trợ đào thải độc tố hàng ngày. Muốn hệ tiêu hóa tốt hơn, có thể pha bột diệp lục Unicity uống cả ngày thay cho nước. Phái mạnh sau những bữa tiệc tùng bia rượu, một ly bột diệp lục ấm có thể giúp hỗ trợ giải rượu. Các chị em phụ nữ vào những ngày đang hành kinh, uống sản phẩm này sẽ giúp máu loãng hơn, trong hơn, giảm tụ huyết và thời gian bị hành kinh sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn. Cách dùng như sau: cho nước vào ly hoặc vào chai, bình nước, sau đó cho bột diệp lục Unicity vào. Tỷ lệ pha như sau: 1/2 thìa cà phê bột với 1 lít nước. Bạn có thể pha với nước lọc hoặc nước ấm đều được. Sau đó để bột diệp lục tự hòa tan trong nước, không dùng thìa muỗng để khuấy vì như thế bột sẽ dễ bị vón cục. Chúng tôi Unicity chính hãng chuyên cung cấp tất cả các sản phẩm của Unicity, cam kết chuẩn chính hãng, đền tiền gấp 100 lần nếu nhận hàng không chuẩn. Vui lòng liên hệ Zalo 0965 117 550, hotline 0963 284 986.